Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hưng Yên khánh thành và đưa vào hoạt động thử nghiệm trung tâm điều hành đô thị thông minh. Ngành nông nghiệp tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại sản phẩm cây có múi và sản phẩm OCOP. Trong mục kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên, có phản ánh về những cây cầu mở ra cơ hội phát triển cho tỉnh. Một số hộ dân ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ mất nước nhiều ngày. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên phối hợp với Viettel Hưng Yên tổ chức khai trương Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh thành phố Hưng Yên. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau hơn 3 tháng triển khai, các hạng mục của trung tâm đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng và hoạt động thử nghiệm với các hệ thống giám sát điều hành thông minh như an ninh trật tự, giao thông, thông tin báo chí và truyền thông. Hiện thành phố Hưng Yên có 39 đầu mối xử lý những phản ánh trực tuyến của người dân thông qua trung tâm điều hành. Theo đó, người dân có thể phản ánh kiến nghị về những bất cập trong đời sống xã hội với chính quyền trực tiếp bằng điện thoại thông minh hoặc cổng thông tin điện tử của thành phố theo hình thức đăng ký tài khoản trên ứng dụng Hưng Yên Smart TV. Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng biểu dương thành phố Hưng Yên trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh hoạt động thử nghiệm trung tâm điều hành đô thị thông minh. Đồng chí khẳng định, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu trong phát triển toàn diện kinh tế xã hội. Bởi vậy, chuyển đổi số phải gắn với các ngành, các lĩnh vực, con người cụ thể. Từ mô hình của thành phố, các huyện thị xã cần học hỏi để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh trên địa bàn. Tập đoàn Viettel tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ phục vụ tốt nhất, ứng dụng thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên và Viettel Hưng Yên ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược chuyển đổi số. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại sản phẩm cây có múi và sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu với 9 địa phương trên cả nước. Cây ăn quả có múi là một trong những cây chủ lực của tỉnh với diện tích trên 4,2 nghìn ha, sản lượng khoảng 65.000 tấn. Để nâng cao chất lượng sản phẩm cây ăn quả có múi, nông dân trên địa bàn đã áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật như kỹ thuật trồng nổi, đảo cây sau thu hoạch, phun tưới bán tự động, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại an toàn. Hiện nay, sản phẩm cây ăn quả của tỉnh chủ yếu tiêu thụ trong nước chiếm từ 98 đến 99% tổng sản lượng sản xuất, còn lại phục vụ xuất khẩu. Để hỗ trợ nông dân sản xuất sản phẩm cây ăn quả an toàn đáp ứng yêu cầu thị trường, tỉnh đã xây dựng thương hiệu nhãn hiệu tập thể cấp mã số vùng trồng cho nhóm cây ăn quả như nhãn, chuối tiêu hồng, vải cam. Đến nay, toàn tỉnh có 70 sản phẩm được xếp hạng công nhận sao OCOP. Các sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng có bước tiến về chất lượng, mẫu mã, bao bì, đảm bảo về điều kiện quy định về tem, nhãn mác truy xuất nguồn gốc. Đại biểu tại các cầu chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả, sản phẩm OCOP của địa phương, mong muốn hợp tác tiêu thụ các sản phẩm nông sản, quy định về việc đưa sản phẩm nông sản vào hệ thống nhà hàng, chuỗi siêu thị, đề xuất các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cây có múi và sản phẩm OCOP của tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký kết giao thương trực tuyến biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh với Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Cục Xúc tiến Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương. Đại diện hai hợp tác xã của tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả có múi và sản phẩm sản xuất từ nghệ với đại diện các doanh nghiệp. Năm nay do yếu tố thời tiết, nhiều diện tích bưởi trên địa bàn tỉnh đậu quả thấp, năng suất và mẫu mã kém. Tuy nhiên, các diện tích bưởi ở xã Minh Tân, huyện Phù Cử vẫn sai quả cho giá trị kinh tế cao. Xã Minh Tân có trên 60 hecta trồng các giống bưởi có giá trị như bưởi diễn, bưởi hoàng, bưởi quế dương, bưởi siêu ngọt. Bình quân mỗi hộ trồng bưởi có diện tích từ 5 đến 7 sào, có một số hộ trồng trên 2 mẫu. Để bưởi sai quả, mẫu mã đẹp, chất lượng ngon, ngọt, các hộ trồng bưởi đã áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật như bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây bưởi, giai đoạn phân hóa mầm hoa, thụ phấn bổ sung, vệ sinh vườn và thường xuyên giữ ẩm cho cây. Từ tháng 8 âm lịch, các diện tích bưởi đã bắt đầu thu hoạch với giá bán dao động từ 15 đến 20.000 đồng một quả. Thời gian thu hoạch kéo dài đến Tết Nguyên đán,
Ước tính vụ bưởi năm nay, các hộ trồng bưởi ở xã Minh Tân thu nhập từ 70 đến 200 triệu đồng một hộ. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên có sông Hồng và sông Luộc chảy qua 6 huyện với gần 100 km. Vì vậy, những cây cầu được bắc qua sông tạo lợi thế rất lớn trong giao thương, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Khi mới tái lập tỉnh, gắn kết hai vùng duy nhất chỉ có cầu Triều Dương thông xe năm 1995, nối với tỉnh Thái Bình, ông Trần Văn Sáng, 67 tuổi, đã trải qua bao năm tháng chứng kiến cảnh khó khăn đi đò qua sông của nông dân sang chợ Hối Chiếu Thái Bình bán từng mớ rau cho đến khi có cây cầu bắc qua sông. Trước kia thì là nó chắc trở vì sông ngoài, có gánh cái rau sang bên kia bán là phải chờ đò. Thế bây giờ làm cái cầu này đi thì dân hai bên là thuận lợi. Cầu yên lệnh dài trên 2.200 mét với hai làn xe bắc qua sông Hồng nối liền quốc lộ 38 đi qua Hưng Yên, Hà Nam và quốc lộ 39 qua địa bàn tỉnh trở thành tuyến giao thông chính nối quốc lộ 1A với quốc lộ 5, tạo cơ hội nhiều hơn cho hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Cầu được thông xe ngày 15 tháng 5 năm 2004 sau tái lập tỉnh, giúp giao thông được thông suốt 4 mùa, tạo động lực thúc đẩy kinh tế tại các vùng khó khăn, phát triển và giao lưu văn hóa. Mục đích là làm sao nâng cái đời sống của nhân dân lên, cái giao lưu giữa tỉnh mình với tỉnh Hà Nam và các tỉnh miền Nam. Có cái cầu Yên Lệnh thì kinh tế chúng ta được phát triển nhiều. Năm 2015, cầu Hưng Hà được xây dựng với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Cầu chính thức được thông xe tháng 1 năm 2019. Cầu Hưng Hà là tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối với thủ đô Hà Nội nhanh nhất, đồng thời kết nối với các tỉnh Thái Bình, Hà Nam và đi các tỉnh phía Nam. Đến cuối năm 2019, tỉnh Hưng Yên và Thái Bình tiếp tục thông xe cầu La Tiến bắc qua sông Luộc. Đây là công trình rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên, nhất là vùng phía đông nam tỉnh Hưng Yên. Tôi cảm thấy là nó rất thuận lợi cho đôi bên của hai tỉnh, nhưng mà riêng có cái cầu này là tuyệt vời rồi. Chúng tôi rất sướng là từ ngày có cái cầu này, cầu Hưng Hà này, giao thông thuận lợi rồi là hàng hóa đi lại nó sướng lắm. Những cây cầu được dựng lên sẽ là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hai bên bờ sông, nhất là việc khai thác quỹ đất để hình thành những khu nông thôn văn minh. Cây cầu không chỉ giữ vai trò tạo điểm nhấn cho đô thị hóa mà sẽ tạo ra cú hích trong phát triển đô thị và thu hút đầu tư, cũng như tạo tính kết nối cho hệ thống giao thông của tỉnh ngày càng đồng bộ. Ngoài ra, tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đường vành đai 3,5, đường nối vành đai 5 qua địa bàn tỉnh đang được triển khai sẽ là động lực thúc đẩy phát triển liên kết vùng. Chúng tôi cũng triển khai một số các hệ thống công trình giao thông rất là quan trọng, có ý nghĩa cho thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, triển khai cái tuyến đường vành đai 3,5 và tất cả các cái dự án mà trong cái chương trình 1-7 của Ủy ban tỉnh cũng như nghị quyết 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo quy hoạch, thời gian tới, cầu Mễ Sở bắc qua sông Hồng nối Thường Tín Hà Nội với Văn Giang Hưng Yên sẽ nằm trên tuyến đường vành đai 4 kết nối thông thương với các tỉnh. Việc xây dựng nhiều hơn nữa những cây cầu nối liền hai bờ sông Luộc, sông Hồng là động lực để thủ đô Hà Nội phát triển kinh tế ngày một nhanh, mạnh, bền vững, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo, khiến kiến trúc, cảnh quan đô thị thêm đặc sắc gắn với tiềm năng của Hưng Yên. Từ giữa tháng 9 đến nay, huyện Tiên Lữ tăng cường giải tỏa cũng như vận động các hộ dân tự nguyện tháo dỡ các vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang đê. Đến nay, toàn huyện Tiên Lữ đã giải tỏa được tổng số 15 trường hợp vi phạm kế hoạch 93A, trong đó xã Đức Thắng nhiều nhất 9 trường hợp, xã Dị Chế 3 trường hợp, các xã Hưng Đạo, Ngô Quyền, Thụy Lôi mỗi xã 1 trường hợp. Hầu hết đều là những vi phạm mới như xây nhà ở, chuồng trại hay vi phạm hành lang đê điều. Từ khi huyện Tiên Lữ quyết liệt chỉ đạo để nhanh tiến độ thực hiện xử lý các vi phạm 93A, các xã thị trấn đều đã xây dựng xong kế hoạch, đang tiếp tục rà soát hồ sơ, phân loại chi tiết các trường hợp để thực hiện. Các địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tới nhân dân,
khuyến khích, tự nguyện tháo dỡ, sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm để đảm bảo hoàn thành mục tiêu xử lý 80% các trường hợp vi phạm cũ, khoảng 40 trường hợp xây nhà tạm và 100% các vi phạm mới. Thưa quý vị và các bạn, trong thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng có vai trò quan trọng để các địa phương vào cuộc xem xét trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu địa phương, qua đó xử lý các vi phạm cũ cũng như ngăn chặn các vi phạm mới phát sinh. Trong các buổi kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào thường có một nội dung liên quan đến thực hiện chức trách của người đứng đầu thôn và ban chi ủy thôn trong việc ngăn chặn các vi phạm kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, hành vi lấn chiếm hành lang giao thông thủy lợi làm nhà trên đất nông nghiệp đã được các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhắc nhở hoặc báo cáo Đảng ủy xử lý. Qua cái công tác kiểm tra giám sát chi bộ của các thôn, chúng tôi nhắc nhở những trường hợp mà vi phạm đến công tác quản lý đất đai. Tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, thường xuyên xảy ra xây nhà công trình phụ trên đất nông nghiệp và hành lang thủy lợi. Trong năm 2019 và năm 2020, có 18 trường hợp vi phạm, có 11 hộ xây nhà công trình phụ trên đất nông nghiệp, trong đó có cả gia đình đảng viên cũng vi phạm. Xảy ra nguyên nhân này là do xã chưa cương quyết giải tỏa vi phạm cũ, nên phát sinh các vi phạm mới. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã chưa coi trọng việc kiểm tra cấp dưới, nhất là trách nhiệm các đồng chí trong ban chi ủy và người đứng đầu thôn. Điều này đang được Đảng ủy xã khắc phục trong việc phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trong năm 2021. Có phản ánh bằng điện thoại đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã là chúng tôi trực tiếp xuống luôn để xác minh kiểm tra luôn lập tức, chứ không cần phải chờ đến ban hành kế hoạch hoặc là đợi chờ đơn thư lên ủy ban hoặc đảng ủy xã chúng tôi giải quyết. Chính vì đó thì báo cáo chỉ ngăn chặn được kịp thời, thế và đảng viên nó khắc phục được ngay, không đến dẫn mức độ phải xử lý kỷ luật. Từ khi thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 3 năm 2017 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hưng Yên đưa nội dung này vào để kiểm tra giám sát từ 2 đến 3 cuộc theo chuyên đề hàng năm. Ngoài ra, việc lồng ghép nội dung kiểm tra giám sát các đảng ủy xã phường hay theo đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến tập thể cá nhân người đứng đầu cũng được thực hiện thường xuyên. Qua kiểm tra giám sát thì cũng đã đẩy mạnh cái việc mà xử lý đối với các đảng viên có vi phạm, tạo cái răn đe cho những vi phạm mới nếu có. Thực tế cho thấy, một số địa phương có việc nể nang hay chưa làm hết vai trò trách nhiệm của chính quyền, trong đó có trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra cung cấp. Việc kiểm tra, giám sát còn hình thức dẫn đến có chi bộ ra nghị quyết bán đất trái thẩm quyền hoặc để cho đảng viên sai phạm, làm điểm tì cho những người khác vi phạm theo, hậu quả là đơn thư vượt cấp kéo dài. Trong chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 25 tháng 9 năm 2021 vừa qua, chúng tôi phản ánh tình trạng rác thải, chất thải xây dựng đổ tràn lan trên đoạn đường Vương Đình Cung, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Ngay sau đó, Sở Tài nguyên Môi trường và Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào có công văn yêu cầu địa phương này giải quyết dứt điểm trước ngày 5 tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn chưa được xử lý. Hình ảnh này chúng tôi ghi lại hôm qua ngày 27 tháng 10 trên đoạn đường Vương Đình Cung nối từ đường tỉnh 196 đến đường DH33, phường Phan Đình Phùng. Tất cả dường như vẫn còn nguyên so với cách đây một tháng. Phế thải xây dựng như gạch đá, bê tông, phế thải tất cả đổ lấp đầy hàng trăm mét vuông ruộng, thùng vũng ven đường thuộc địa bàn phường Nhân Hòa. Theo quan sát của chúng tôi, sau một tháng địa phương này mới chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn, chứ chưa thực hiện việc xử lý, hoàn trả hiện trạng. Trong khi thị xã Mỹ Hào cũng như các địa phương khác đang tập trung xử lý các tồn tại vi phạm đất theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tình trạng mất nước, cấp nước không ổn định diễn ra trong thời gian dài tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ khiến cho đời sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù phải phá một phần nền nhà, nhưng vợ chồng anh Sang và chị Lý ở xóm Mỹ, thôn Yên Phú vẫn quyết định khoan giếng bởi đã một tuần nay gia đình không có nước sinh hoạt. Mỗi ngày, anh chị phải mua thêm 10 bình nước 20 lít để ăn uống và phục vụ kinh doanh, tốn kém mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu.
Thế nước là rất là đi đẹp, đêm thậm chí là dậy 1-2 giờ đêm thì hứng được vài thùng nước để rửa thôi, chứ còn ngày là tịt mít không có nước tí gì cả. Tháng nào cũng là bị mất nước như thế này hết, kéo dài cả hàng 4-5 ngày như này, không có một giọt nước nào thì dân sống như thế nào được. Không có đủ nước sinh hoạt là tình trạng chung tại xã Tài Phạm. Theo người dân, tình trạng nước yếu lúc có lúc không đã xảy ra từ nhiều năm nay, nhưng lần này là nghiêm trọng nhất bởi đã kéo dài trong một tuần, khiến đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Quá thất vọng, nhiều hộ dân đã bỏ nước máy, quay trở lại dùng nước giếng khoan. Sắp xỉ 100% là nắp nước sạch rồi, nhưng mà đến bây giờ là hầu như đã phải bỏ, quay lại dùng giếng khoan. Trong những ngày gần đây trên địa bàn là khoảng 20 cái giếng là mới được khoan mới. Không những là ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân, mà ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các cái tiêu chí của thôn trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn bộ hệ thống nước sạch trên địa bàn xã Tài Phạm hiện nay do nhà máy nước Phố Nối thuộc công ty cổ phần Bitexco Nam Long tại thị xã Mỹ Hào cung cấp. Trước những khiếu nại của người dân, nhân viên nhà máy nước Nam Long cho biết lần mất nước này do sự cố vỡ đường ống, nhưng chủ yếu vẫn do công suất không đáp ứng đủ nhu cầu. Bây giờ công suất của bây giờ nó hết cỡ rồi. Bây giờ nói rằng trong nhà máy bây giờ đang cái lượng dân người ta đang cần dùng 1.000 khối dung ống chỉ cấp đủ 500 khối thôi. Ủy ban nhân dân xã Tài Phạm khẳng định tình trạng cấp nước không ổn định đã diễn ra trong nhiều năm. Xã đã nhiều lần làm việc với đơn vị cấp nước nhưng không thể giải quyết dứt điểm do không đủ thẩm quyền. Năm 2020 thì đối với Sở Nông nghiệp cũng đã có thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Kết luận thì trên địa bàn xã Tài Phạm thì sẽ một phần được cung cấp nước của nhà máy Nam Long, một phần là do nhà máy nước Yên Mỹ cung cấp. Thế nhưng mà do nhà máy nước Nam Long thì đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên toàn bộ địa phận xã Tài Phạm. Do vậy thì đối với Sở Nông nghiệp cũng đã nhất trí là điều chỉnh cái việc mà phân bổ hệ thống cấp nước là giao cho nhà máy nước Nam Long là cung cấp toàn bộ hệ thống nước trên địa bàn xã Tài Phạm. Có thể thấy bất cập nằm ở khâu phân vùng cấp nước, trong khi doanh nghiệp Bitexco Nam Long không đủ năng lực cấp nước cho người dân xã Tài Phạm nhưng vẫn cố giữ sân, các đơn vị đủ khả năng lại không được phép cấp nước. Đề nghị các ngành chức năng sớm vào cuộc tham mưu cho tỉnh giải quyết dứt điểm tình trạng này. Ủy ban nhân dân huyện Khoai Châu vừa phối hợp với hội doanh nghiệp huyện trao tặng máy tính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường trung học cơ sở, thị trấn Khoai Châu, An Vĩ và Tân Dân. Tại những nơi trao tặng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã động viên và hy vọng những chiếc máy tính có phần giúp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn học trực tuyến thuận lợi, có tinh thần học hỏi, nâng cao kiến thức vươn lên trong cuộc sống. Các cháu được nhận máy tính bày tỏ lời cảm ơn và hứa sẽ sử dụng máy tính đúng mục đích, nỗ lực học tập tốt. Được biết, trong đợt này, huyện Khoai Châu tặng 22 máy tính cho 22 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Đây là món quà sẽ có phần động viên các em vượt qua khó khăn, yên tâm học tập thật tốt. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 10, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu Tình nguyện tại khu công nghiệp Phố Nối A và huyện Khoai Châu. Ngày hội hiến máu đã thu hút hơn 700 cán bộ và công nhân của 11 công ty doanh nghiệp trong khu công nghiệp Phố Nối A và huyện Khoai Châu đăng ký hiến máu tình nguyện. Tại các điểm hiến máu đều thực hiện giãn cách khử khuẩn, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch. Một số công ty có số lượng nhiều công nhân tham gia hiến máu như công ty trách nhiệm hữu hạn Tôn Hòa Phát, công ty May Minh Anh. Kết thúc ngày hội đã thu được hơn 400 đơn vị máu. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm cung cấp lượng máu dự trữ để phục vụ công tác cấp cứu cho các bệnh nhân trong thời điểm khan hiếm máu do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Chương trình thời sự trong tỉnh xin được dừng tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên các nền tảng số của đài, trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, website https://www.hungyentv.vn, Facebook tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube truyền hình Hưng Yên HITV.